Mưa đã có ô, lạnh đã có áo. Bạn đã có bồ. Mình đã có bé nồi cơm điện Sharp KS11 EV. Sharp KS11 EV là một bé nồi cơm điện truyền thống bao gồm hai chế độ nấu và hầm nóng, tích hợp công nghệ nấu 2D. Bé có thể nấu chín cơm chỉ từ 20 đến 25 phút. Dung tích 1 lít có thể đáp ứng 4 người. Ngoài ra bé có thể thay thế người yêu của bạn. Bạn có thể chở bé đi chơi, dắt bé đi dạo và vào nhà nghỉ cùng bé. Sản phẩm hiện được bày bán tại tất cả các cửa hàng điện máy xanh trên toàn quốc.